Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm nỗ lực là rất lớn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay, nhất là từ tháng 5 trở lại đây, tình hình thiên tai mưa lũ phức tạp liên tục đã làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất, nhất là với các doanh nghiệp sản xuất gạch, đá, vật liệu xây dựng thông thường. Phóng sự sau sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Suy thoái kinh tế chung và nhất là ảnh hưởng của thiên tai mưa lũ khiến công ty cổ phần gạch cổ Bát Tràng lâm vào tình trạng hàng tồn kho nhiều với trên 5 triệu viên gạch thành phẩm, giá trị hàng chục tỷ đồng chưa được tiêu thụ. Điều này dẫn đến dây chuyền hoạt động ít, công nhân thiếu việc làm và công ty cũng không có nguồn lực về vốn để quay vòng sản xuất. Xuất được hàng tồn kho đi thì giải quyết công ăn việc làm, cái thứ nhất là cho công nhân, cái thứ hai là giải quyết việc làm đến với công nhân, cho người công nhân có thu nhập ổn định. Thời điểm này doanh nghiệp đang phải tạm dừng sản xuất, lý do là hàng tồn kho quá cao. Nên thời điểm này doanh nghiệp không còn vốn để sản xuất nữa, duy trì sản xuất nữa. Công nhân thì chỉ một phần đi làm để chọn lọc lại tất cả những cái sản phẩm. Trước đây là sản phẩm A1 nhưng do quá trình tồn kho để lâu thì hiện tại bây giờ rêu mốc, hàng kém chất lượng. Cũng như vậy, Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng thông thường Lâm Thành ở xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên hiện ngưng trệ sản xuất do ảnh hưởng của bão lũ, vận chuyển khó khăn và thiếu đơn hàng. Thiên tai mưa lũ ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng nên việc cung cấp vật liệu xây dựng thông thường vì thế cũng gián đoạn, đình trệ theo. Về sản xuất thì chúng tôi còn tồn đọng hàng rất là nhiều. Bây giờ đang khó khăn về nguồn ra. Giá thành thì thấp, sản xuất thì ít bấp bênh, ảnh hưởng đến đời sống của anh em công nhân chúng tôi. Có thể thấy thiên tai mưa lũ nói riêng và suy thoái kinh tế nói chung đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian tới cùng với việc khắc phục hậu quả thiên tai thì cũng rất cần sự chỉ đạo linh hoạt, sát sao của tỉnh và các chính sách đồng hành, hỗ trợ thích ứng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực công nghiệp, qua đó giữ mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2024.